ở nhà nha, nhầm biết cái chữ cái. Rồi lấy cho mẹ chữ y đặt vào giỏ. Y đâu? Y đâu? Khoan tay, lấy cho mẹ chữ y. Đúng rồi, lấy từ từ thôi, lấy cho mẹ chữ tờ. Đúng rồi, lấy cho mẹ chữ giờ. Đúng rồi, lấy cho mẹ chữ o. O. Rồi giỏi, rất tốt, bỏ vào. Rồi lấy cho mẹ chữ ca. Giỏi, đặt vào giỏ. Rồi lấy cho mẹ chữ v. Rồi đặt vào giỏ. Lấy cho mẹ chữ f. Rất tốt, đặt vào giỏ. Nhanh lên. Rồi lấy cho mẹ chữ b. Đúng rồi, đặt vào giỏ cho mẹ nè. Rồi lấy cho mẹ chữ e. Chữ e. Đúng rồi, rất tốt, cho vào giỏ. Rồi lấy mẹ chữ g. Đúng rồi, cho mẹ chữ n. Đúng rồi, lấy cho mẹ chữ z. Đúng rồi, rất tốt, lấy cho mẹ chữ g. 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 Không sai rồi, lấy lại, không sai rồi. Chữ g cơ mà. G. Chữ g. Không phải. Chữ g. G. Đúng rồi. Rồi lấy cho mẹ chữ x. X. Rồi lấy mẹ chữ a. Rồi mẹ chữ m. Rồi lấy mẹ chữ c. Rồi lấy mẹ chữ r. Rồi đặt vào.